Xin chào các bạn, quay lại với kênh YouTube Đi Tìm Chân Lý. YouTube này thì Lộc muốn chia sẻ với các bạn đó là lý do tại sao những người theo đạo Tin Lành lại không thờ cúng ông bà tổ tiên, không thờ cúng nhé, không thờ phượng ông bà tổ tiên, và bỏ bát hương, gọi là đúng nghĩa là bỏ bát hương. Tại sao người Tin Lành lại làm như vậy? Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cái lý do nhé. Điều thứ nhất thì Lộc muốn nói thật với các bạn, điều quan trọng nhất đó là tại sao chúng ta lại phải thờ cúng ông bà tổ tiên? Tại sao chúng ta lại phải làm điều đó? Nói đúng là nếu như không phải là thì mình sẽ bị ăn vài cái vả, Bởi vì sao? Bởi vì không có một đứa con, một đứa cháu nào lại dám nói với bề trên hay là nói với những người anh em trong gia đình mình là chúng ta tại sao chúng ta phải thờ cúng ông bà tổ tiên. Thì nói như vậy, hỏi như vậy sẽ bị ăn vả ngay, bởi vì sao? Bởi vì đối với cái người dân Việt Nam chúng ta đấy, việc thờ cúng ông bà cha mẹ đó là thể hiện sự lễ đạo, đó là sự hiếu kính. Cái lễ đạo của họ đó chính là sự hiếu kính. Nói rằng nếu chúng ta không thờ phượng ông bà, nếu chúng ta không thờ cúng ông thì đó là bất hiếu, và cho nên là ai mà dám hỏi rằng là tại sao chúng ta phải thờ phượng ông bà tổ tiên thì sẽ bị ăn vả ngay. Cho nên là thường là những người theo đạo Tin Lành sẽ bị rất là khó giải thích làm sao, tại vì sao người theo đạo Tin Lành không thờ cúng ông bà tổ tiên. Thì thật ra nói thật với các bạn, cái gì nó cũng có cái bắt đầu và có cái sự kết thúc. Nhưng cái sự bắt đầu của việc thờ cúng ông bà có lẽ là không biết từ bao giờ chúng ta đã thờ cúng ông bà tổ tiên đối với văn hóa Việt Nam. Và đối với các bạn là những người, nếu như các bạn là những người đi ra nước ngoài hoặc là tìm hiểu những nền văn hóa khác thì các bạn sẽ thấy những cái thủ tục đối với bậc sinh thành của họ lại khác. Và sống trong đất nước Việt Nam thì chúng ta có một cái tục lệ đó là đến ngày giỗ, ngày mất, đến ngày chạp, ngày húy, ngày hiếu là chúng ta phải thờ cúng, thắp hương và coi như là tế lễ ông bà tổ tiên, gọi là cúng bái, tưởng nhớ ông bà tổ tiên. Thì đó là cái điều làm đúng, nhưng mà người Tin Lành thì sẽ không làm điều này. Thì Lộc sẽ trả lời lý do nhé. Thì Lộc sẽ trả lời cái lý do đó là người theo đạo Tin Lành không thờ cúng ông bà tổ tiên vì đạo Tin Lành thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời, là đấng tạo dựng nên loài người, và Đức Chúa Trời không muốn con người thờ phượng tạo vật Ngài tạo dựng nên. Theo Kinh Thánh là Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người, nếu như hôm nay loài người thờ phượng Đức Chúa Trời thì loài người không được phép thờ phượng bất cứ một thần nào khác, và không được thờ phượng một con người hay là một con vật hay là bất cứ một điều gì giống như là thờ phượng Đức Chúa Trời. Tức là đã thờ phượng Đức Chúa Trời thì chỉ thờ phượng một mình Ngài mà thôi, không thờ phượng thêm bất cứ điều gì nữa. Bởi vì nếu chúng ta thờ phượng ông bà tổ tiên thì điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ coi ông bà tổ tiên sánh ngang với Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời sẽ không vui lòng. Sánh ngang Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời sẽ không vui lòng. Cho nên là đạo Tin Lành cấm không thờ phượng ông bà tổ tiên. Và đạo Tin Lành cũng nói luôn là ông bà tổ tiên cũng là con người. Đấy. Chúng ta hiếu kính, tôn trọng, tưởng nhớ, tưởng niệm, kỷ niệm, nhưng chúng ta không thờ phượng. Thì đó là cái lý do cốt lõi, cái lý do chính yếu nhất, quan trọng nhất mà người Tin Lành không bao giờ thờ phượng ông bà tổ tiên là vì như vậy. Còn cái việc thắp hương ấy, nhiều người đã từng nói với Lộc việc thắp hương, thì đó là thắp hương là tưởng nhớ, chứ thắp hương không phải là thờ cúng. Nhưng mà trong Kinh Thánh, của người Tin Lành đọc, mình không biết các Kinh Thánh của các đạo khác như nào, nhưng trong Kinh Thánh của người Tin Lành đọc là việc dâng hương hay việc thắp hương là thờ cúng. Việc dâng hương, việc thắp hương theo đúng nghĩa là đối với Chúa đó là thờ cúng. Vì đối với Chúa, việc dâng hương thắp hương chỉ dành cho Chúa mà thôi, không dành cho một đối tượng nào khác. Nên là việc dâng hương thắp hương là hình thức bên ngoài thể hiện sự thờ cúng bên trong, chứ không bao giờ đối với Chúa ấy, sự thắp hương không bao giờ là sự tưởng nhớ cả, Bởi thế cho nên là người theo đạo Tin Lành sẽ không thắp hương, không cúng, không khấn vái. Nhưng mà nếu như mà để quỳ trước bài vị của người chết thì có được không thì cũng nên, mình tin là cũng nên, quỳ để tôn kính cái người đã mất, là cái người cao, ví dụ như là cha mẹ hay là ông bà hay là chú gì, tức là người có cái, tức là người có bậc cao hơn mình thì mình sẽ quỳ. Còn những cái người mà ngang bằng, cái chức vụ ngang bằng mình thì mình sẽ gọi là cúi đầu thôi, tưởng nhớ thôi, không phải quỳ. Thì cái người đời chúng ta thấy là người không theo đạo cũng vậy thôi. Còn để như nói rõ hơn nữa thì thực ra chữ thờ cúng, và chữ hiếu đạo nó không liên quan gì đến nhau. Chữ hiếu và chữ cúng, chữ hiếu và chữ thờ, thờ cúng và hiếu đạo nó không liên quan gì đến nhau. Người thờ cúng không có nghĩa là người hiếu đạo, người hiếu đạo không có nghĩa là cần phải thờ cúng. Thì đó là cái mà mình muốn chia sẻ. Còn mình sẽ không chia sẻ sâu vào cái vấn đề đó, mình sẽ chia sẻ trong cái video khác để nói lên một cái chân lý khác. Thì và các bạn biết điều này thì các bạn cũng sẽ nói thẳng với những người khác, và chúng ta không có gì phải ngại cả. Chúng ta là người theo Chúa, theo đạo, chúng ta cũng nói thẳng. Và nếu như các bạn nào mà không theo đạo tin lành, thì nếu như các bạn gặp những người theo đạo tin lành thì ước mong là các bạn cũng sẽ tạo điều kiện cho người theo đạo tin lành sẽ không phải thắp hương, không phải cúng bái. Thì đó là cái video đầu tiên mà mình muốn chia sẻ một cái chân lý, và mình mong và sự đóng góp của các bạn nhiều hơn nữa, sẽ đưa ra những lý do tại sao, lý do khác tại sao chúng ta không, người theo đạo tin lành không thờ phượng, không thờ cúng ông bà tổ tiên. Thì ước mong là sẽ đón nhận nhiều cái câu hỏi của các bạn và những cái sự phản nàn của các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video này.